Tại nội nó qua đây kiểu này mới sờn chứ. Nói cho nó cái gì đó. Sáng để mượn cái chai đó mà thằng khác để lâu lâu thấy cái ổng chứ đâu. Thằng nó lấy cái đưa con xịt cái gì đó rồi xịt không biết để đâu cho nó lấy cho biết đâu. Nó sợ nó đụng gì mình nổi, mình thấy mãi là mình cũng giấu đó. Đây bút lông cũng giấu thấy cây gì. Nó qua kia nó đem xe qua sân chứ mà chịu qua chạy xong cái nó ra mẹ ơi cái kia trời. Xuống nè, xuống nè. Một quằn ở đó chứ đâu có bóng gì ra. Chở nó ra ra rồi. Ba ơi. Một lớp bóng nó rồi giờ lấy cái xe không rửa ra thì cũng ra luôn cái keo kia. Cái sơn ra cái keo cũng ra luôn nó hài lại luôn chứ sao hết được. Qua cửa xăng đó. Xăng nó còn nữa mà nó khô lại mới gì đó khô lại một quặng đó đó. Thấy anh côn nó rửa không được. Được đâu. Xăng côn đâu có ra đâu có bay được. Cút lòng anh côn nó mới ra. Nó tùy theo cái loại sơn để mà nó ra cái nè, còn khách đông nè, còn khách đông nè, bốn đồng khách mà nói chuyện qua tờ bốn đồng cháu ngoại ông có thấy không, có thấy ai không, đông dữ dằn luôn, thấy không. Còn mấy chặn nãy rồi chị có chủ vậy. Mẹ mang đứa nhà qua để cũng mừng các mẹ luôn. Đậu để dưới nào cái ăn nó xong mình sôi luôn. Để mi giấy vô cháy luôn người. Đóng lửa lên bắt để vô vô cháy mi giấy nè. Lên miếng giấy nè. Lửa nó táp lên giấy sao? Quen cái quạt vô đâu nó được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gặp gái dưới quá.